Đây bây giờ tụ tập đây chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi về. Cái vai bà cố đi về. Bạn ơi, cô chú ơi, con chuẩn bị đi về. Ngồi đằng bàn. Ít bữa ba mẹ đó, về. Đây rồi, rồi rồi ba mẹ chế cầu tục chơi đạc đó. Lên chơi tiếp. Đi luôn ngoài ơi, đi giờ đi hết rồi. À. Baby J, baby, baby J, baby, baby J, baby J, baby J, baby, baby J, 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 chạy Ôi, alo bố về nè, lát về nhỏ. Alo hả? Alo. Alo, alo. Mẹ coi kìa, mở ra ăn đúng. Thấy chúa lại á. Chúa và Duyên á. Chúa và Duyên. Về nhà con cũng lại chấm. Đâu con lại sao? Lại sao đâu? Đâu mở ra lại coi. Mở ra, mở ra. Đâu lại coi. Con Nam Mô đi. Lên em ôm em hôn em miếng nè. Baby J, 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 baby J J baby J J baby J baby J baby J baby baby J baby J J baby J J baby J chơi gì kìa chơi gì cản cái màn hình của người ta vậy hả chào bông baby J J baby J J baby J rồi hãy đi rồi chuẩn bị. Các bạn làm việc mọi người ra, làm việc mọi người đi về nha con. À, đây đi gạch. Rồi, đeo một cốt. Bye bye. Đây đây bye bye. Giết em đâu. Bye bye. Bye bye. Hai lên nha. Nha. Chồng đó, nhà đó phải tôi. Chủ nhật lên chứ sao ấy nhỉ? À. Chủ nhật lên. Chị chưa? Vậy thôi. Dừng lại mua đồ nè. Anh hai bắt đầu mới lên xe chút rồi ngủ rồi nè. Còn bà này bắt chưa ngủ đây nè. Tại sao ba bảo không quay con hả? Nhiêu con? 51 hả? À. Cảm ơn. Bây giờ nè, con quay em chút đi cho mọi người coi đi. Mua chơi chơi bịch trình mắt chơi ơi. Thôi thôi đừng trình mắt đi.
Chơi chơi nói chơi chứ đâu ăn được không không. Ôi, em nghe dạ nói chơi chơi ơi. Chơi chơi lên ghế không có xích beo nhưng mà ấy chung với cái điệu của bà nội á. Bà Ngại nè. Chơi chơi ơi. Em mới ngăn kịp lại. Dạ chơi chơi ơi. Cười. Hát cái nó muốn vậy đó hồi nãy Baby Shark nha. Baby Shark tu 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 tu. Giờ này mà ngồi nhúng trong đó đâu người bà Ngại hả? Hả? Ừ. Đâu con cười con khoe cái răng của con đi. Đâu rồi? Thấy mẹ mẹ cái gì? Mấy chơi ơi, chơi buồn ngủ rồi hả? Ơi, mấy cô chú ơi, giờ chơi buồn ngủ nè. Chưa không? Chơi chơi ơi. Thôi. Ngắm cảnh bây giờ giờ buồn ngủ rồi nè, buồn ngủ hả? Cứ vào buồn ngủ hả? Mẹ đang buồn ngủ chứ mày hả? Mẹ nó nói là quay phim con trai là ba nó là người cao trước nhất cả. Ba nó nhớ con. Ba đó. Giờ để đi là người gì? Người mà theo dõi đầu tiên ha. Thông báo là vô coi, thông báo là vô coi. Dạ chơi chơi ơi. Con nó đâu như thế hả? Cứ phà không cười nổi rồi hả? Đuối quá rồi. Thôi đừng gây. Gây cô ngủ, gây ngủ, gây ngủ. Gây cô chú nha. Ô mặt xấu à. Tôi cháu má. Em mặt xấu chưa? Cháu má. Nín nước đúp hà. Đúp hà. Chị chạy đây. Thấy cô chú ơi, con buồn ngủ lắm rồi. Đừng có nhìn cho nha. Nhưng mà cúp hà đi cướp. Alo cúp hà cướp ha. Cướp ha. Ôi để con ngủ nha. Ờ, mấy cô chú ơi, con tỉnh rồi nè. Con tỉnh cháu rồi nè. Đâu hết ta? Mới vừa chạy chay vừa mới mở mắt nhẹ cười rồi đó. Con về gần chết rồi. Đập lại. Con ngủ ngon không? Nói mẹ ngon nghe ơi, ngủ ngon không? Hả? Coi này cho mấy cô chú coi cái má hồng hồng của con nào. Mấy bé bồng bông hay má hồng hồng nào. Dạ chơi ơi. Cười. Chơi gì bà cố nhiều anh chị vui không chơi chạy hả? À, mấy cô mấy chị vui không? Nói nghe chơi. Vui không? Vui không? Ngon chờ lên anh hai đó, chờ lên anh hai đó. Chơi ơi. Con kêu hai đi. Hai. Chạy chơi hai ơi. Hồi tối nghe hồi tối thấy á ngoan lắm, nghe thấy chay chay đang ngủ là biết đưa võng nữa, chạy tới đưa võng hát nữa. Võng dạ, dạ. Không cái em dạ. Đưa võng rồi đưa hôn em rồi mấy cái đó mà không quay trong ngọc coi có quay mà cái quay điện tối á, điện thoại của em không có bật đèn lát thế thành nó tối. Chay chay đang ngủ không bật coi cho cô chú coi được. Anh hai chương lắm á, anh hai thấy em ngủ võng, anh hai tới anh hai ru võng. Chưa biết đâu, nó chưa biết ấy thêm nhiều nó còn thấy nó không biết. Anh hai hát ru mà hát toàn trai trai chứ chá mà. À, em con nó còn cay mà nó làm cái gì vậy? Kêu bà nó nói sao người ngoài đấy vậy nhỉ? Mấy cô chú nói sao? Hả chơi chơi. Rồi giờ nó hết chuyện với bà Bảo luôn, bà Bảo lái xe vẫn còn làm quen kìa. Thôi tôi bán cái gì tôi tặng cái nồi thiệt đẹp rồi. Chị cái mặt nơ nát của em đâu rồi. Cặp thôi. Chạy. Bây giờ là chuẩn bị vô nhà của ông bà ngoại mười của em. Mười. Tên cái thật. Nhà ông bà ngoại mười của chay là chỗ này là người ta trồng cam, quýt. Gia đình có cái rẫy ở đây.
ba bảo con có đường nữa đây nè. Năm sau chay chay về. Không có ở không đợi gì ba ăn chay gửi tiền về nuôi đâu nha mấy bạn. Không còn mẫu của trồng quýt cầm cam ở đây. Mấy ở đây thì không biết sao mấy bạn vô comment là nó là hả tội nghiệp ba chay quá phải lo. Gửi tiền về cho ba bảo. Về cho Việt Nam. Đáng trăm chay chứ không mà bò đói. Không biết hiểu không biết sao nghĩ vậy nó nghĩ sao nó mình vậy chứ. Ở Việt Nam này mình cũng như sao. Ở Việt Nam là ba bảo ha, kinh doanh đất rồi. Bất động sản. À, rồi vụ xe. Xe. Nhà mình cũng có dịch vụ xe nữa. À, cho mấy bạn coi đây là vườn quýt của gia đình nè. Đang thu hoạch. Rồi đây là đường vô nhà của bà dì. Chay ơi, chay à. Ủa. Em chay chay mẹ em ơi. À. Đó, ở đây thì ở thuộc xã Hiếu Liêm của huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Đó, thì cái vườn này thì được một mẫu đang cho thu hoạch nhưng mà hiện tại thì trái nó cũng còn nhỏ, khoảng 2 tháng nữa thì mới có rộ một lần thu cũng mấy tấn, mười mấy tấn. Ok bây giờ thôi tới nhà rồi thì mình xin bye bye các bạn nha. Có gì tới giờ tới tối thì chơi chơi như thế nào nữa mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Chào tạm biệt các bạn.